Thưa quý vị, hôm nay là kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở ra một chương mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cách mạng tháng 8 là kết quả của quá trình đấu tranh của toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, với các phong trào liên tục rộng khắp Cách mạng tháng 8 năm 1945 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là sự mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Hơn 77 năm đã trôi qua, song của cách mạng tháng 8 năm 1945 vẫn phèn quyền tầm vóc và giá trị lịch sử là niềm tự hào thôi thúc toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết để hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.